Xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê nhé. Ngày hôm nay lại lên cho anh em 3 khẩu FX để cho anh em có thể là tham khảo và lựa chọn về đi săn. Đây là những sản phẩm mà em đã lắp ráp hoàn thiện lên để trả hàng đến cho anh em. Đây em có đánh mã từ A22, A23 và A24. Thì anh em mua bán thì xem hết video và đọc rõ mã sản phẩm ra nhé. Súng ống thì mỗi cây, mỗi cấu hình nó sẽ một giá tiền khác nhau. Nên là anh em có nhu cầu muốn mua hoặc là lắp ráp cho mình mẫu nào, sản phẩm nào thì anh em cứ tìm hiểu và tham khảo thật kỹ đi. Đấy, tất cả những mẫu súng ở trên kênh thì em đều báo giá công khai cho anh em và các bác và giới thiệu chi tiết về sản phẩm rồi. Nên anh em tìm hiểu và tham khảo thật kỹ đi. Đấy, video nào cũng báo giá công khai để anh em có thể là so sánh hoặc là tham khảo. Nên anh em cứ tìm hiểu và các bác nhé. Còn anh em nào có nhu cầu mua bán thì gọi điện trực tiếp cho bên shop qua hai số điện thoại em để trên biển kia, hoặc là kết bạn Zalo nhé. Hai số đấy thì có liên kết với mạng xã hội Zalo và Telegram. Nên anh em có thể là kết bạn Zalo qua hai số đấy hoặc là Telegram. Bên em sẽ tư vấn cho anh em thêm về cấu hình và mẫu mã sản phẩm. Súng ống thì mỗi cây, mỗi cấu hình nó sẽ một giá tiền khác nhau. Nên điều kiện kinh tế của anh em có ở phân khúc tầm bao nhiêu thì mình sẽ lên một cây tầm như vậy cũng nhé. Đấy, có 5 triệu thì lên cây 5 triệu, mà có 10 triệu thì mình sẽ lên cây 10 triệu. Để làm sao mà trải nghiệm cái niềm đam mê săn bắn của mình. Đấy, mua một cây củi hoàn thiện phải đi săn. Thì anh em có nhu cầu mua thì gọi điện trực tiếp để đặt hàng. Còn khi mà anh em đặt hàng thì bên em sẽ lắp ráp test cho anh em, rồi sẽ gửi xe cho anh em. Đấy, gửi hàng thì sẽ gửi qua nhà xe. Nhận hàng anh em thanh toán tiền qua nhà xe. Và mua hàng thì sẽ phải cọc tiền trách nhiệm. Miền Bắc thì cọc trước 300, còn miền Nam cọc trước 500. Cái tiền đấy sẽ không nằm trong giá trị đơn hàng của anh em, mà anh em sẽ phải cọc phụ thêm vào tiền hỗ trợ cước xe. Bởi vì hiện tại là cái cước xe bởi bên nhà xe lấy cước rất chi cao, nhưng mà đổi lại anh em nhận hàng qua nhà xe được an toàn. Đấy, nên anh em sẽ phải phụ thêm một chút để quản đâu bên shop sẽ chịu nhá. Nhiều anh em cứ bảo là sao cước đắt thế này kia thì anh em phải hiểu là đây là mặt hàng nhạy cảm. Đấy, nhưng mà gửi đi thì cho anh em cước cao nhưng mà đổi lại anh em nhận hàng được an toàn. Đấy, cước xe không phải 300, 500 đâu, mà cước xe miền Bắc có sẽ rơi vào khoảng là 6 đến 700 ngàn. Còn miền Nam thì nó sẽ rơi khoảng 1 triệu mốt. Còn miền Tây, miền Kiên Giang, Hậu Giang các kiểu thì nó sẽ rơi khoảng 1 triệu tư. Đấy, nhưng mà đổi lại khi anh em nó nhận được hàng thì nó sẽ được an toàn. Và luôn luôn là bên em sẽ cho anh em phép anh em là kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, nhận xe hay nhận ship thì bên em đều hỗ trợ anh em là kiểm tra hàng trước thanh toán. Em cứ rạch ra sờ thử hoặc nhìn thấy súng rồi nhận hàng. Còn tất cả những cái khẩu mà anh em đặt hàng thì em đều quay video hoặc gọi video trực tiếp cho anh em xem đúng cấu hình anh em đặt chưa. Ok, đúng cấu hình thì bên em sẽ đóng hàng gửi trả cho anh em các bác nhé. Đấy, còn mặt hàng bên em thì anh em mua thì sẽ được bảo hành mỗi một đổi một trong vòng một tuần, nghĩa là trong vòng một tuần anh em mua về chơi trải nghiệm, cảm thấy cây nào không ok, cái gì không ok, không ổn định thì có thể liên lạc lại bên em để đổi trả. Còn về trong quá trình chơi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, thậm chí là 3 năm sau mà anh em có hỏng trục trặc mà bên em vẫn làm súng, bán hàng cho anh em. Em hỏng cái gì gửi lại bên em sẽ hướng dẫn anh em cách sửa chữa hoặc là sẽ gửi sửa chữa cho anh em. Các bác nhé. Nói chung là trên cây súng thì thật sự là chả hỏng cái gì cả, chỉ xì xoạt 1-2 cái va nó xì xoạt mấy dòng sim mà em thay đi là được. Đấy, những cái đấy thì nó đơn giản lắm. Anh em chơi súng thì mình lên tìm hiểu một chút để làm sao mình biết cách khắc phục những cái lỗi cơ bản của cây súng các bác nhá. Đấy, còn súng ống thì anh em chơi phải biết cách chơi, chứ còn không biết cách chơi nhiều khi là không chơi được đâu. Đấy, còn sau đây em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng mẫu từng mã cho anh em có thể là lựa chọn. Thì anh em xem thì cố gắng là xem hết video nhá. Thì đầu tiên sẽ là mã A22. Mã A22 thì sẽ là một khẩu FXQK2, giá là 7.500.000. Thì 7.500.000 anh em sẽ được một cấu hình, đó là một bộ combo QK2 hàng Quy Sài Gòn bán gấp rút chữ A, có sụp cho an toàn đẩy cho anh em. Van cờ đi kết khớp dẹp ngàn, van thì đã qua xử lý và làm lại bên shop. Đấy, bình nhôm 0.42 đế tròn, giảm âm sniper ôm cành, cành là cành XM8, 8 khương chuẩn chỉ loại 1 cho anh em bác, bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Nghĩa là trong vòng 1 năm không biết anh em chơi bao nhiêu kg kẹo trì, không biết anh em chơi kẹo gì. Đấy, nhưng mà nó mà xảy ra tình trạng không trụ, liên lạc lại shop để đổi trả các bác nhá. Kính ngắm là TK Squander, dòng kính thông số là 4-16x44, SFP.
Đấy, kính này thì có bánh xe chỉnh nét này, tâm của nó tâm hình tháp cực kỳ là đẹp và sắc nét. Dòng kính tâm to cực kỳ là dễ bắn cho anh em chơi nhé. Đấy, hoàn thiện mẫu A22 là 7.500.000, có tặng kèm 1 kg kẹo trì và 1 băng đạn 11 viên cho anh em chơi. Đấy. Và tiếp theo nữa là mẫu A23. Mẫu A23 này thì hiện tại bên shop đang bán với giá là 10 triệu đồng. 10 triệu đồng thì anh em sẽ được một cấu hình, đó là một bộ combo quy 3 lỗ, hàng quy Tactical, hàng quy Sài Gòn, bán gấp rút chữ A, cò sụp trôn toàn đẩy cho anh em. Van cờ đi kết bản chuẩn công ty, cũng đã qua xử lý và làm lại của bên shop. Bình carbon 0.5. Đấy, anh em chơi Epic thì lên chơi bình to, để cái khi mà anh em đi rừng đi núi thì cái lượng hơi của mình đạt hiệu quả cao các bác nhá. Giảm âm sniper ôm cành. Cành thì hiện tại ở đây là sử dụng cành XM8 bản đủ 20 inch. Cành 8 cương cắn kẹo trì 5.5 cho anh em. Đấy, anh em có thể chơi được kẹo sờ lung và lấm trì. Thì bình thường anh em có thể là săn kẹo lấm trì, còn khi mà anh em muốn chơi cự ly xa hoặc là muốn mem thú to thì anh em lên chơi kẹo sờ lung cho em. Đấy, chơi kẹo sờ lung thì anh em có thể săn mồi, những con mồi ở cự ly xa này. Đấy, và anh em có thể là săn những con thú to. Đấy. Và kính ngắm thì ở đây là kính ngắm BATMD tâm số, hàng chống rung, chống giật, chống nhảy tâm. Thì hoàn thiện mẫu A23 là 10 triệu đồng cho anh em và bác. Và tiếp theo nữa là mẫu A24. Mẫu A24 này thì hiện tại bên shop đang bán với giá là 11 triệu 900 ngàn. 11 triệu 900 thì anh em sẽ là một cấu hình, đó là một con kính ngắm West Hunter thông số là 6-24x50. Dòng kính cao cấp các nha. Có đèn tâm, có bánh xe chỉnh nét cho anh em. Tâm số cực kỳ đẹp. Đấy. Giảm thì giảm âm Peter Sài Gòn. Cành XM8 8 khương chuẩn chỉ loại 1, bảo hành lỗi 1 đổi 1 cho anh em và các bác. Cành có thể chơi hai dọc kẹo là lấm chìm sờ lung. Bình carbon 0.5, van có kết đi theo đó là khoang áp độ. Anh khách thì yêu cầu lắp khoang áp độ nhá. Quy thì vẫn là sử dụng là quy FX Tactical, hàng quy Sài Gòn, bán gấp rút chữ A cho anh em và bác chơi. Đấy. Thì ở đây là 3 mẫu sản phẩm mà ngày hôm nay muốn giới thiệu đến cho anh em và bác tham khảo. Thì anh em có nhu cầu mua mẫu nào thì đọc rõ mã sản phẩm ra. Đấy, A22 thì 7.500.000. A23 thì 10 triệu đồng. Còn A24 thì 11.900.000 cho anh em và bác chơi. Đấy. Thì video ngắn ngày hôm nay thì em cũng lên giới thiệu đến cho anh em ba khẩu này, thì cũng xin phép anh em và bác kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé.